chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí sức khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Có một thứ ký ức mà người ta dù muốn hay không thì vẫn phải nhớ tới nó hàng ngày, hàng giờ, đó chính là những vết sẹo. Tuy nhiên, một vùng da có phần khác màu với những vùng da xung quanh không chỉ dừng lại ở lời nhắc nhở về một sự cố không mong muốn nào đó, mà xa hơn, ở một số nền văn minh khác, chúng được hiện diện như bức tranh sống động về văn hóa và con người, hay đơn giản là để làm đẹp. Hy vọng một dịp nào đấy, tôi và quý vị có thể trở lại nội dung này với chủ đề phù hợp hơn. Còn trong khuôn khổ của tạp chí sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bằng cách nào những vết sẹo có thể lưu lại trên da và vết sẹo của người này cũng không giống của người khác. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, với một mô da khỏe mạnh, các tế bào thực hiện nhiều chức năng và được gắn kết với nhau bằng một thứ chất nền ngoại bào được gọi là ECM. Chúng được sắp xếp, được trật tự, đảm bảo việc vận chuyển chất dinh dưỡng, kết nối và kết dính tế bào. Tuy nhiên, khi một vết cắt sâu xuất hiện, trật tự này lập tức bị phá vỡ. Trong quá trình hồi phục, ECM được tái tạo nhưng thay vì cấu trúc đang rỗ như ở mô khỏe mạnh, chúng lại xếp theo một hướng duy nhất, làm chậm quá trình liên tế bào, giảm độ bền và đàn hồi. Hơn nữa, những tế bào đã lành có lượng ECM nhiều hơn trước, làm giảm chức năng chung của chúng như là tiết mồ hôi, kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Đó là lý do vì sao những vết sẹo thường có màu sắc và hình dạng khác so với những vùng da liền kề. Thưa quý vị, hình dạng và kích thước của sẹo hình thành phụ thuộc vào độ nông sâu của vết thương. Nếu vết thương nông sẽ tạo thành sẹo mờ, nhưng do chỉ là rối loạn sắc tố nên sẽ tự mất đi sau một thời gian. Còn với những loại vết sẹo to, nhất là sẹo lồi, sẹo dính, sẹo co kéo, sẹo loét, thì hầu như không thể mất đi và rất khó khắc phục. Để hạn chế vết sẹo, các chuyên gia của tạp chí sức khỏe đã đưa ra một số lưu ý như sau. Cần xử lý tốt ngay từ lúc bị thương, điều trị và vệ sinh đúng cách. Tập vận động và dùng băng ép cần có hướng dẫn cụ thể của bác sĩ chuyên khoa để hạn chế vết sẹo bị co dính. Ăn uống đủ chất, không kiêng bất cứ món nào, kể cả rau muống, trứng. Ngoài ra, có thể quan tâm đến một số công thức giúp mau liền sẹo như là nước ép rau má, nghệ tươi, vỏ chanh. Tuy nhiên, với nghệ và chanh, cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ để tránh bị phản tác dụng. Khi vết sẹo mới hình thành, 6 tháng đầu, quý vị nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có tia cực tím, thường từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều, nếu không muốn vết thương bị sẹo đậm màu, bị tổn thương, thậm chí là ung thư da. Thưa quý vị, khép lại câu chuyện của những vết sẹo, trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi chuyên đề về sức khỏe thai phụ và trẻ sơ sinh thông qua cuộc trao đổi của những chuyên gia về nội dung liên quan đến đời sống bà mẹ và trẻ em trước, trong và sau sinh. Nhưng trước tiên xin được phép kết nối với chị Mỹ Đại. Xin chào chị Mỹ Hạnh và các khán giả của tạp chí Sức Khỏe. Nhiều bậc cha mẹ luôn tin rằng con cái bù bẩm là tốt. Nhiều quan niệm truyền thống cũng chú trọng vào việc làm sao cho trẻ tăng cân mà quên rằng đôi khi việc tăng cân quá nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của trẻ. Vậy trẻ sơ sinh thừa cân sẽ phải gặp những nguy cơ nào? Chúng tôi đã mời đến phiên trường hôm nay tiến sĩ bác sĩ Cam Ngọc Phượng, trưởng khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Hạnh Phúc. Xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, nhiều mẹ muốn con mình trông mập mạp, tròn trịa, nhìn bụ bẩm, dễ thương. Nhưng mà trẻ sơ sinh thừa cân tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Vậy cân nặng bao nhiêu thì bị xem là thừa cân ạ? Chúng ta gọi trẻ thừa cân, tức là lớn cân so với tuổi thai. Khi mà cân nặng của trẻ lúc sanh nó vượt quá 90% cái số trẻ mà nó ở cùng cái tuổi thai đó. Thì nếu như chúng ta tính trung bình ở cái mức tuổi thai khoảng từ đủ tháng từ 37 tới 42 tuần á, thì những trẻ mà có cân nặng lúc sanh trên 4.000 gram thì được xem như là trẻ lớn cân so với tuổi thai. Thưa bác sĩ, những cái nguy hiểm trước mắt ở trẻ sơ sinh thừa cân là gì? Là nếu mà trẻ lớn cân quá thì cái cuộc sanh đó sẽ khó. Tức là nếu mà sanh thường thì cái thời gian chuyển dạ phải kéo dài. Trẻ có thể gặp những cái sang chấn sản khoa lúc sanh do cái kích thước của trẻ quá to. Thì để đi qua được cái khung chậu thì có thể đôi khi phải gãy xương đòn hoặc là liệt cái đám rối thần kinh cánh tay, ra trẻ bị yếu một cái cánh tay, hoặc là trẻ do cái chuyển dạ quá lâu mà trẻ nó bị sanh ngạt. Không chỉ dừng lại ở đó mà ngay sau sanh trẻ còn phải đối diện với nhiều những cái nguy cơ bệnh lý. Cái nhóm thứ nhất đó là trẻ sẽ bị suy hô hấp sau sanh, tức là trẻ thở rất là khó, thở mệt, thở co lõm, thở nhanh. Tại sao vậy? Tại vì
khi mà những cái trẻ mà có cái cân nặng lớn so với tuổi thai đó, thường là con của những bà mẹ tiểu đường. Và bà mẹ tiểu đường thì cái nồng độ insulin ở trong máu của bà mẹ rất là cao. Và cái nồng độ này nó sẽ gây ức chế, không có sản xuất được cái chất sụt phát tăng. Nó là cái chất giúp cho cái phổi trẻ nở ra sau sanh. Và với một cái nồng độ mà cái sụt phát tăng nó thấp như vậy đó, thì phổi trẻ sau khi sanh sẽ bị xẹp. Phổi không nở được. Và không nở được, mặc dù trẻ gần đủ tháng, đã đủ tháng rồi, nhưng mà trẻ vẫn bị suy hô hấp. Một cái bệnh lý thứ nhì cũng thường gặp ở những cái nhóm thừa cân, đó là trẻ sẽ dễ bị hạ đường huyết. Lý do là cái đường huyết em bé nó quen ở trong bào thai là ở cái đường huyết rất là cao của bà mẹ, với cái nồng độ insulin cũng cao. Thì khi sanh ra đột ngột cái dây rốn bị kẹp cắt đi, thì mất cái nguồn cung cấp đường từ bà mẹ sang em bé, mà với cái nồng độ insulin vẫn còn cao, thì chính vì vậy mà cơ thể trẻ rất là dễ bị hạ đường. Một cái bệnh lý thứ ba cũng nguy hiểm nữa, đó là tình trạng mà máu trẻ bị cô đặc. Và cái lưu lượng máu chảy nó sẽ khó khăn, dẫn đến một cái hệ quả thứ tư nữa, thì em bé sẽ có nguy cơ bị vàng da do tăng bilirubin. Thưa bác sĩ, ngoài những vấn đề bác sĩ vừa trao đổi, được biết trẻ sơ sinh thừa cân cũng rất dễ mắc các bệnh mãn tính, đó là những bệnh nào ạ? Trước tiên đó là liên quan tới những cái vấn đề dị tật bẩm sinh. Ví dụ như em bé có thể bị tim bẩm sinh, tật ở cột sống, cột sống bị chẻ đôi, hoặc là những cái dị tật ở ruột già, ruột già bé nó bị teo nhỏ. Bên cạnh đó, bé nó còn mắc phải những cái dị tật, những cái ảnh hưởng về rối loạn chuyển hóa khi mà em bé nó lớn lên, dễ bị mắc những cái bệnh tiểu đường thật sự, hoặc là những cái bệnh cao huyết áp, béo phì. Nguyên nhân nào dẫn đến trẻ sơ sinh bị thừa cân, và những mẹ bầu nào dễ có cái nguy cơ sinh trẻ thừa cân ạ? Chúng ta thấy là cái nguyên nhân mà chính yếu và cái nguyên nhân thường gặp nhất để gây thừa cân ở trẻ sơ sinh, đó là bà mẹ bị tiểu đường. Bà mẹ tiểu đường trước đó, hoặc là tiểu đường xuất hiện trong thời gian mang thai. Bởi vì cái insulin cao ở trong bà mẹ, nó sẽ làm cho em bé phát triển, kích thích em bé phát triển một cách quá mức. Và nó lắng động mỡ ở các cái cơ quan và làm cho em bé béo phì. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là những cái ba mẹ mà bị béo phì thì thường là sanh con cũng có một cái tỷ lệ con cũng rất là lớn cân. Thưa bác sĩ, ngoài những cái điều trên mà bác vừa nói thì không biết là cái chế độ theo dõi, chăm sóc và dinh dưỡng của trẻ sơ sinh bị thừa cân là như thế nào? Ngay sau sanh thì chúng ta thấy là một cái em bé thừa cân thì cái vấn đề mà chúng ta lo lắng đó là em bé có bị hạ đường huyết hay không. Và chính vì vậy mà các thầy thuốc đều phải theo dõi cái đường huyết của em bé sau cái cử bú đầu tiên, mặc dù là em bé chưa có triệu chứng gì hết, nhưng mà vẫn phải thử xem cái đường huyết của bé có thấp hay không. Và chúng ta khuyến khích bà mẹ cho trẻ bú càng sớm càng tốt, và bú nhiều lần để tránh cái tình trạng hạ đường huyết. Có những trường hợp hạ đường huyết mà kéo dài thì chúng ta còn phải truyền dịch thêm cho bé. Và về mặt dinh dưỡng thì chúng ta biết là cơ thể của trẻ sơ sinh là cái cơ thể đang còn phát triển. Chính vì vậy mặc dù là bé dư cân, thừa cân, nhưng mà chúng ta không nên có những cái chế độ làm cho bé giảm cân, mà chúng ta vẫn phải cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng theo nhu cầu của trẻ. Và chúng ta chỉ chú ý là đừng để cho trẻ tăng thêm quá mức thôi, chứ vẫn phải đảm bảo đầy đủ nhu cầu. Trong cái trường hợp nào thì mình cần đưa trẻ sơ sinh thừa cân đi khám? Trẻ sơ sinh thừa cân có những cái dấu hiệu nguy hiểm như trên chúng ta đã nói thì sẽ liên quan tới các cái triệu chứng mà chúng ta cần mang trẻ đến khám ngay. Thứ nhất đó là cái triệu chứng ở cái đường tiêu hóa, là nếu trẻ bú giảm đi một nửa so với bình thường,
bú giảm đi 50% so với bình thường thì chúng ta phải lưu ý trẻ có thể bị hạ đường huyết, thì chúng ta phải mang trẻ đến khám ngay. Cái thứ nhì nữa là cái dấu hiệu vàng da, do trẻ bị đa hồng cầu cho nên là trẻ rất là dễ bị vàng da. Chính vì vậy khi vàng da xuất hiện và nó tăng dần, xuất hiện sớm và tăng dần tới lòng bàn tay, lòng bàn chân thì chúng ta phải mang trẻ đến khám ngay. Và cái điểm thứ ba nữa là về hô hấp, tức là nếu như chúng ta thấy trẻ thở nhanh, trẻ đột ngột tím hoặc là thở khó thì chúng ta phải lưu ý, bởi vì bé này có thể kèm theo những cái tật tim bẩm sinh, cần phải được phát hiện và xử trí kịp thời. Vâng, xin cảm ơn những thông tin hết sức thiết thực của bác sĩ. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Phượng đã mang đến những thông tin hết sức thiết thực. Cảm ơn nhãn hàng Maspeoke, sản phẩm Roke đã đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng tiếp tục chương trình với chị Mỹ Hạnh. Xin được cảm ơn chị Mỹ Đại và thưa quý vị, thời gian còn lại của tạp chí Sức Khỏe ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị hãy cùng ghé thăm Bệnh viện Thống Nhất để lắng nghe những câu chuyện nghề của những người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh. Khi bệnh nhân điểm vào viện ấy thì anh ấy là trong một cái hoàn cảnh là gần như là anh đã ngưng tuần hoàn. Đấy, tình trạng rất nặng. Và nếu như mà chúng ta mà không rất quyết tâm, rất quyết liệt thì có lẽ là buông tay. Thì bệnh nhân này thì người ta cũng như là tử vong ở ngoài bệnh viện rồi. Nhưng mà khi vô bệnh viện thì gia đình cũng không có điều kiện kinh tế. Trước mắt bằng mọi giá phải cứu bệnh nhân cái đã. Cái chuyện nghèo thì chúng ta tính toán sau. Dù biết rằng khả năng tử vong cao nhưng mà còn một le lói một chút xíu tia hy vọng cũng cố gắng. Tất cả các bác sĩ chúng tôi đã tập trung vào cứu bệnh nhân, và với tất cả các cái, một là cái tình thương của mình đối với bệnh nhân, với cái trách nhiệm của mình đối với người bệnh nhân. Việc thứ hai ấy, là với trình độ khoa học kỹ thuật và với cái trình độ hiểu biết của bác sĩ. Mà khi mà giờ là nhìn lên hình ảnh tổn thương mạch vành thì khả năng tôi tin đó là làm xong thì có khả năng bệnh nhân sẽ phục hồi, nhưng mà bệnh nhân sẽ sống đời sống thực vật. Nhưng mà ngoạn một cái là sau đó bệnh nhân phục hồi là luôn cả về cái tri thức, tri giác bệnh nhân. Khỏe không anh? À, khỏe anh. Khỏe. Anh Điểm ăn được cơm không? À, có. Chồng em vui, mừng thì em cũng khỏe lại như chồng vậy. Rồi em cũng rất là cảm ơn bác sĩ ở đây đã tận tình giúp đỡ cho chồng em vượt qua để sống lại với em. Nếu như mà chồng em không sống thì em chắc là em cũng không có sống được. Là bác sĩ ở đây cứu một mạng người cũng giống y như cứu hai mạng người vậy. Người thầy thuốc thì hãy cố gắng hết lòng vì bệnh nhân, tận tâm vì bệnh nhân, cứu chữa cho họ. Một cái người làm nghề y tốt ấy, nó phải có ba yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất ấy, là yếu tố là phải có hiểu biết tốt, phải có trình độ cao. Thứ hai ấy, thể hiện được cái trình độ cao của mình, nó đưa vào trong cuộc sống để cho bệnh nhân nó ủng hộ mình. Và cái thứ ba là cái ý đức của người thầy thuốc. Thế ba cái nó phối hợp với nhau, nó làm cho cái kết quả điều trị, cái kết quả mà khám chữa bệnh của mình nó thành công. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại tạp chí Sức Khỏe kỳ này. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 10 giờ sáng thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.